âm ly giải mã, nghe nhà mạng trực tiếp qua đường quang. Yamaha 793 bán giá chuẩn 4 triệu đồng. Một con âm ly đẹp xuất sắc luôn. Với cái giá này, một con âm ly được đẹp như này cực kỳ hiếm khi có. Tất nhiên là vẫn phải có một vết xước ở đâu đó, nhưng mà nhìn tổng thể còn quá đẹp. 4 triệu đồng. Khi nghe nhạc mình sẽ để chế độ effect off, chuyên về nghe nhạc, chỉnh đốt vặn bằng cơ, bát chép, chân loa, đánh hai đôi loa chính A, B, A, cộng B, chạy 12 con sò than, điện 100V sản xuất tại Malaysia, với nó là dòng đời cao mang về Nhật Bản dùng, 270W, hàng bãi nguyên zin 100%, tiếng cực hay luôn. Một mẫu mi giải mã, nghe nhạc đường qua hoặc analog, có cả radio A, B, A, cộng B, ngoài ra còn có loa phụ để gắn thêm bộ xem phim. Loa phụ là loa center surround xuất điện và trung tâm và lời, tiếng cực kỳ hay luôn. Nút này là nút tăng bát. Còn đây, nếu mà nhấn vào đây thì sẽ không có tác dụng của bát chép, hãy nhả ra. Không bạn không?